lối sống lệch lạc của Ryan Giggs. Huyền thoại Man U, Ryan Giggs đã bị công tố viên cáo buộc có lối sống lệch lạc khi cưỡng bức và tấn công bạn gái cũ. Ryan Giggs được thần tượng hóa quá mức. Ở ngoài sân cỏ, anh ta có những câu chuyện xấu xí chưa được tiết lộ. Thực tế, Giggs là một kẻ có lối sống lệch lạc, xấu xí, kẻ thường xuyên lạm dụng cả thể chất và tâm lý của bạn gái cũ. Công tố viên Peter Wright cáo buộc cựu cầu thủ Man U tại phiên điều trần sáng mùng 8 tháng 8. Giggs vừa có mặt ở Manchester để dự buổi xét xử đầu tiên trong phiên tòa dự kiến dài 10 ngày. Huyền thoại Man U bị buộc tội lạm dụng, hành hung chị em gái Kate và Emma Greville. Các cáo buộc chỉ ra rằng cựu cầu thủ xứ quê thường xuyên dùng những từ ngữ coi thường, sỉ nhục, quấy rối đối với bạn gái cũ. Cựu tuyển thủ xứ quê Son bị tố kiểm soát quá mức và có hành vi cưỡng bức đối với cô Greville trong nhiều năm. Năm ngoái, một phiên tòa khác đã diễn ra khi Giggs bị cáo buộc hành hung Greville sau khi cô tố cựu cầu thủ quỷ đã đăng tán tỉnh người phụ nữ khác. Tuyển thủ xứ quê xá vào lưng bạn gái cũ trước khi đuổi cô ra khỏi phòng ngủ trong trạng thái khỏa thân. Không những vậy, Giggs từng bị bắt tại nhà riêng vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, sau khi cảnh sát nhận cuộc gọi tố cáo huấn luyện viên xứ quê hành hung cả cô em của bạn gái cũ. Cựu cầu thủ 48 tuổi được mô tả đã mất kiểm soát, liên tục hút đầu vào người kết, khiến môi cô chảy máu và tím tái. Giggs còn đánh cùi chỏ vào mặt Emma khi cô lao tới can ngăn. Cựu cầu thủ quỷ đã phủ nhận mọi cáo buộc và được tại ngoại sau đó. Hồi đầu tháng trước, Giggs đã tuyên bố từ chức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xứ Wales. Lý do được đưa ra là bởi ông không muốn sự chuẩn bị của đất nước cho World Cup tại Qatar vào cuối năm nay bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm đời tư. Trên thực tế, Giggs đã không làm việc cùng tuyển xứ Wales từ năm ngoái. Huấn luyện viên Robert Pett lên thay và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp xứ Wales có vé dự World Cup sau 64 năm chờ đợi.